Thưa quý vị, những ngày vừa qua, dư luận đang hết sức chú ý về đề xuất thu hồi sân golf Tân Sơn Nhất để giải quyết tình trạng tắc nghẽn cho sân bay. Thế nhưng nhiều người cho rằng việc thu hồi này là không dễ, vì trong sân golf này thì có cả một tổ hợp trường học, biệt thự và cả nhà hàng sang trọng. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, sân golf Tân Sơn Nhất với quy mô 36 hố theo tiêu chuẩn PGA và là sân golf mở duy nhất nằm trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Cụm sân golf Tân Sơn Nhất có quy mô lên tới 157 ha với 4 sân A, B, C và D, chính thức được đưa vào khai thác vào tháng 8 năm 2015. Sân được thiết kế nằm ngay cạnh đường lăn cất và hạ cánh của sân bay. Riêng một phần sân A nằm phía đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Ba sân còn lại đều tiếp giáp với sân bay. Cổng chính của sân golf được xây dựng hoành tráng nằm bên tuyến đường Tân Sơn Nhất, được mở rộng thành 4 làn xe từ giao lộ với đường Phạm Văn Bạch. Từ cổng vào trung tâm khu phức hợp là tòa nhà câu lạc bộ golf được thiết kế khá lộng lẫy theo phong cách bán cổ điển với diện tích lên tới 12.700 m². Riêng bãi đỗ xe rộng tới 2.050 m², đủ chỗ cho 361 ô tô và 500 chiếc xe máy. Trung tâm hội nghị tiệc cưới có sức chứa 2.000 người và có cả bãi đáp trực thăng riêng. Theo bản công bố thông tin chào bán cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Long Biên thì còn có cả khu biệt thự, khu căn hộ cao cấp, khu trường học và khách sạn cao cấp với tổng vốn đầu tư dự kiến là 5.443 tỷ đồng. Thời gian khai thác toàn dự án là 50 năm. Diện tích đất dành cho các khu nhà ở cho thuê trong sân golf này là 124.519 m².